chịu dụ BB. Hãy chịu kêu làm đàn ông, thật ra hãy chịu làm lồng lộn. Hãy chịu muốn chiếm spotlight ngày hôm nay. Và ngày hôm nay quá tệ, cái chân của Hãy Chịu chân dòng cung, cho nên Hãy Chịu khoái khoe chân lắm. Lúc nào cũng làm mà mặc mấy cái đồ mặc, thứ nhất là ngắn thì là ngắn, thứ hai là sẽ thì là cao để khoe. Nhưng mà khoe cỡ nào khoe vẫn là đàn ông thôi mọi người ạ. BB, dạ. BB nghĩ là Hải Kiều không nên giảm cân, mà nên giảm giảm nói lại, giảm hứa lại. Tại vì không bao giờ chiều mà làm gì thành công hết trơn á. Lúc nào mà giảm cân xong là cũng lên lại. Nóng quá, thật sự mọi người ơi, nóng quá. Với những bộ tóc thật đẹp mà còn tựa lươi mồ hôi. Đây, ni lông nguyên chất. Em ơi, trong phim này nếu như mà người ta làm tình em á, mà mày tao còn xóa ra như này này, sao mà làm có chạy vậy? Tại nó muốn nó xíu thôi, qua là dạy cởi ngựa, nói gì được không? Trời đất ơi, nó quá dữ. Mà bây giờ á, em nghĩ vậy nè, mọi người á, sao ngày hôm nay chứ mấy cái clip này lên nhiều trước tiên chứ phim. Coi em quá trời lòng lộn dở lên, nó có hai cảnh rất vui lắm chị. Where do we go from here? No one can save us from keeping clear. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Cause there is only one thing, only one thing on my mind. Ra thì mọi người biết á, là hôm nay là Hải Kiều có nói với BB là cả hai sẽ làm đơn giản thôi, mà nhất là mình hợp báo mà mình nên làm gì đó nó nhìn cho nó bình thường chút xíu, là kiểu mà nó đàn ông xíu. Nhưng mà cuối cùng thì tới đây mới biết là Hải Kiều dụ BB, Hải Kiều kêu làm đàn ông, thật ra Hải Kiều làm lồng lộn. Hải Kiều muốn chiếm spotlight ngày hôm nay, và ngày hôm nay quá tệ. Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của nam 3 triệu mà Hải Kiều. Mọi người ơi, thật ra là Hải Kiều nói để có bài đi báo thôi, chứ cái bộ đó 300 không biết BB mua chưa nữa. Mọi người á, mọi biết cái chân của Hải Kiều chân dòng cung, cho nên Hải Kiều khoái khoe chân lắm. Lúc nào cũng làm mà mặc mấy cái đồ mặc, thứ nhất là ngắn thì là ngắn, thứ hai là sẽ thì là cao để khoe. Nhưng mà khoe cỡ nào khoe vẫn là đàn ông thôi mọi người ạ. Dạ. Đâu có Hải Kiều đâu có giảm cân bao giờ đâu mà tăng chị. Hải Kiều không có giảm cân bao giờ nha mọi người. Em xui, cho em ham ăn chứ không gì trời. Vì đó đi diễn tình cho nên ăn nhiều lắm. Ờ, có bao bông che cái bụng nãy giờ đỡ. Cái này là bị mập quá nè mọi người. Phải tầm bao 5kg mới được. Tại vì xuống cái mức độ đó chứ xuống nữa là chịu chơi xương. Nhưng mà xuống quá thì da mình nó sẽ bị nhăn nhó lại. Thì cho nên em xuống 2-3 hoặc 5kg thôi chứ xuống nhiều quá như BB cỡ đó. Cái thời đó mà BB ốm nhách mọi người nhớ không? Trời đất coi nó như cái xác. Như một bộ xương mà trùm cái miếng vải này vậy, nó ghê. Sợ cái gì đó. BB nghĩ là Hải Kiều không nên giảm cân, mà nên giảm nói lại, giảm hứa lại. Tại vì không bao giờ chiều mà làm gì thành công hết trơn á. Lúc nào mà giảm cân xong là cũng lên lại. Và BB cũng vậy thôi. Dạ em mập mọi người ơi. Thật sự là lúc mà cái buổi review đầu tiên ra là em rất ớn. Thưa quý vị, và tiếp tục chào đón đại cảm giác lúc này, chúng ta sẽ cùng gửi lời chào đón đến diễn viên Tuyết Quyên, diễn viên Phạm Minh Hữu Tài và Dược Sĩ Tiến. Mọi người ơi, thật ra là có nhiều người nói là diễn viên á, nhiều khi trên sân khấu nói rất nhiều nhưng ở ngoài sẽ bị trầm tính, ít nói. Thì cái điển hình là BB. Còn Hải Kiều ở ngoài nói rất nhiều mọi người ạ. Mà Hải Kiều không phải là một cái người mà quá giỏi về ngôn ngữ, cho nên là nói dòng do, nói rất nhiều, nói vòng mà chỉ có một ý đó thôi. Mọi người nếu mà thấy mà Hải Kiều trả lời phỏng vấn cũng vậy, đi đường vòng, đi một vòng rất lớn và nhiều khi lạc đề luôn. Đó là lý do mà BB nói là Hải Kiều nên giảm nói chứ đừng nên giảm cân. Thì cũng đúng, nhưng mà tại vì đẻ ra cái miệng ra trước rồi cho nên phải nói nhiều thôi, cho nó cũng được. Nó ít làm như bị ngứa cái miệng hàng sao. Tôi biết không phải là cố tình tới trễ đâu, mà là BB đã chuẩn bị xong hết rồi, đáng lẽ là đi rồi. Nhưng mà mọi người biết đó là bạn Ngọc Phước qua nhà BB là ban đầu là bị mặc sai đồ. Bữa nay là đỏ đen mà bạn mặc trắng đen. Cái cuối cùng BB dẫn vô cái tủ đồ nhà BB mượn được cái đầm. Đây. Đây là cái đầm của BB nha mọi người. Đây là cái đầm của BB nha. Bao tay của BB luôn. Bao tay của BB luôn, vòng cổ của BB luôn mọi người. Tất cả là của BB hết, chỉ có Ngọc Phước không phải thôi. Đó, cho nên là mới tới trễ mọi người. Dạ hơi sẵn đây tụi em công khai luôn, em với BB cũng quen nhau. Không em không nên. Không có công khai. Phim này đủ nổi rồi, mình không nên là scandal nữa. Thôi cái này thôi, nếu mà có dịp á thì tụi em sẽ chia sẻ về mối quan hệ của tụi em hơn. Tạm thời bây giờ mấp mé vậy thôi nha mọi người. Phải nói là
Dạ không, nó rất vừa với em chị. Tại vì cái này BB mặc thành cái áo, nhưng mà tới em mặc thì em mặc thành cái đầm gì. Với lại mọi người biết là cái size của Phước là size đàn ông á mọi người, cho nên là dễ mặc đồ. Ở ngoài đường mà, anh ở ngoài đường. Em nói cái đó về nhà nói chuyện mà. Ok ok. Để ở ngoài đường. Rồi dạ. Cảm ơn mọi người. Dạ cảm ơn mọi người. Ủa, hôm nay như nữ tính thì phải đàn ông chứ. Chứ không đẹp quá à. Em ơi, trong phim này nếu như mà người ta làm tình em á, mà mày tao còn xóa ra như này này, sao mà làm có chạy vậy? Tại nó muốn nó xíu thôi, quá là giải cởi ngựa, nói vậy được không? Trời đất ơi, nóng quá chưa? Mà bây giờ á, em nghĩ vậy nè, mọi người á, sao ngày hôm nay chứ mấy cái clip này lên nhiều nước tiên chứ viên. Coi em quá trời lòng lộn dở lên, nó có hai cảnh rất vui lắm chị. Thật sự nó nóng tới nỗi là nhìn thử những cái chân gấp của em bây giờ nó bung bung dạch như dạch lên hết rồi. Em quá là nóng nực rồi. Vậy thì có thể là mình sai lầm khi chọn cái bộ trang phục với lại cái tóc hay không? Dạ không. Hôm nay là em red có thảm đỏ. Em sợ đó chị, lúc mình thấy đông quá người ta vô người ta đè lên em người ta đi em tưởng. Hôm nay à, chị mặc một cái đầm này cho mày xem luôn này, cái đầm y chang mày luôn. Chết cha. Y chị chang luôn. Nhưng mà tao nghi nghi. Đây, chết cha. Trời đất ơi. Một chút xíu là đụng hàng rồi. Một tí nữa y chang nè. Thật sự mọi người ơi, cái đầm đó là đầm quay triệu đang bận cho mọi người. Mới nãy qua mượn. Cái bụng to quá nên bỏ qua thôi, chú nhỏ như là chết với ta rồi. Không chị, đêm nay cũng được 2-3 lớp rồi chị. Cũng mừng. Cũng mừng mọi người. Nói chung là cũng được chứ không nhặt kém. Thật sự là cái này đã chia sẻ rất là kỹ rồi. Là trong cái group á, trong cái group mà của diễn viên á, thì là hãy chịu để tấm hình này vô đầu tiên. Nói đó là em theo record này nha, không ai nói gì thì hết chịu bận thôi. Hết chịu không thay đổi gì hết. Từ ban đầu nói sao làm vậy à? Dạ đúng rồi đó mọi người, giờ em đang mập á cho nên em đang mập. Em bị mập. Kìa. Đó người ta khen hết chịu đó mọi người. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi thì hôm nay chúng tôi đã hẹn nhau rồi. Thì lúc mà nói là có lịch cởi chiếu lần đầu tiên á là ngày 19 tháng mấy rồi nè? 14 tháng 12 á. Thì là tôi đã gửi cái bộ đồ này trước đó khoảng 2 tuần lễ rồi. Tôi nói là anh Hữu Tiến em bận bộ đồ như vậy rồi. Tại vì gửi trong group diễn viên thì mọi diễn viên kia bận sao bận. Thì em đã chuẩn bị sẵn đồ này rồi. Thì cái bộ tóc đó đã mua rồi tới 3,5 triệu lận sợ không được. Mà giống này tiếng cá thiệt luôn á, bộ tóc nè. Nay tôi làm cái bông hồng, con bướm bướm, tôi làm cái nằm tiên cá là tôi hết giống rồi đó.